Đêm qua nó đi uống cà phê nó bị người ta đánh u đầu rồi. Chịu không nổi. Nãy nghe nãy về Bắc hả? Vâng. Về Bắc làm cho cái mặt anh đẹp đi về chứ. Còn bao nhiêu ngày nữa chú? Còn tầm 10 ngày đủ lại. Nhưng mà em bút vé chưa? Chưa. Tính đi máy bay hay đi xe em? Đi máy bay. Máy bay bút vé nhanh. Lần này về chắc về cả gia đình với em hả? Mẹ ở lại. Sao thì... Có mình mẹ hả? Vâng. Sao tội nghiệp mẹ vậy? Mẹ ở ngoài quê từ tháng 5 giờ. Giờ mẹ mới vô. Vậy giờ mẹ coi cửa hàng đúng không? Vâng. Mà ăn Tết vậy cũng buồn. Thế ba ông à, đàn ông ở nhà có mỗi mình mẹ ở trong đây. Không nhờ người coi được hả em? Dạ, cũng nhờ được nhưng mà mẹ vô đây cầm đồ. Nhà có hướng về quê ở hết luôn không? Hay là vẫn ở trong đây? Ở trong đây. Được vừa rồi chị nghe nó xây nhà lớn ngoài đó mà. Dạ. Rồi xây vậy là ai ở? Xây để cho đẹp. Là mối này là mẹ mẹ dắt đi hay là em kêu mẹ dắt đi? Mẹ dắt đi. Mẹ rất là mẫu. Sao không đi Sài Gòn ha đây em? Sao chị? Đi làm mối ở Sài Gòn ha đây. Đi làm ở đây.